Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động chương trình Tết quân dân lần thứ 19 năm 2025, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đại diện Bệnh viện Đa khoa Quà hảo Mê Điết Cần Thơ do đồng chí Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Quỹ viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến khảo sát và nắm tình hình tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Theo dự kiến, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy sẽ được chọn thực hiện chương trình Tết quân dân lần thứ 19 năm 2025 của thành phố Cần Thơ. Sau khi nắm tình hình và khảo sát một số điểm, đoàn cơ bản thống nhất với kế hoạch dự thảo. Theo đó, Tết quân dân lần thứ 19 sẽ tập trung vào chủ đề Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và thực hiện các công trình góp phần giúp phường Long Tuyền thực hiện một số tiêu chí trở thành phường đô thị văn minh cùng một số hoạt động an sinh xã hội khác.